tràn đầy năng lượng khiến cho chúng ta không thể ngơi chân, tìm ngay đến những địa điểm có gió mát, có sóng vỗ rì rào cùng hương vị mặn mòi của biển khơi. Và nếu ghé thăm thành phố Đà Nẵng xinh đẹp đến với quận Sơn Trà thì chắc hẳn chúng ta sẽ không thể bỏ qua trải nghiệm khám phá những ngọn hải đăng tại một số những địa điểm khác nhau với đầy đủ phong cách từ trẻ trung, độc đáo cho đến huyền bí. Đó cũng chính là nội dung mà chương trình 360 độ du lịch kỳ này muốn truyền tải đến quý vị và các bạn. Và còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Vi Trâm và Quang Tuấn khám phá hải đăng tại Sơn Trà. Một trong những đặc sản làm nên thương hiệu du lịch của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đó là những ngọn hải đăng. Những ngọn đèn biển đứng giữa mênh mông trời nước không chỉ hỗ trợ thông báo cho tàu bè cập cảng an toàn, đi đúng hướng, mà hiện tại đã trở thành những địa điểm check-in yêu thích mang hình ảnh thương hiệu của địa phương. Ngay chân cầu Thuận Phước, phía phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hiện hữu hai ngọn hải đăng với quy mô nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để tạo thành một cảnh quan đẹp cùng với những tòa nhà, những cây cầu, dòng sông và những con thuyền êm đềm ngơi nghỉ. Cùng với hai ngọn hải đăng, cầu Thuận Phước trở thành cửa ngõ quan trọng để dẫn lối niềm tin, cũng là chốn về bình an cho những chuyến hải trình. Như cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới năm 2015-2016 mà Đà Nẵng là một trong những đơn vị tổ chức, đây chính là một điểm dừng chân được yêu thích. Bên cạnh đó, ở góc độ bình dị nhất, đây cũng chính là địa điểm ngắm hoàng hôn được rất nhiều người dân và du khách gần xa yêu thích. Em đến từ Quảng Bình ạ, mà em đến đây chụp hình bởi vì thấy ở trên mạng thấy họ đăng ảnh xinh nên em tới chụp hình, gọi là để tới ngắm coi đăng ngọn hải đăng, thấy ngắm hoàng hôn. Phong cảnh ở đây đẹp hữu tình, thấy kiểu đang ngắm hoàng hôn thành xích. Còn Tuấn biết không, không chỉ có những ngọn hải đăng ở chân cầu Thuận Phước thôi, mà ở quận Sơn Trà còn có những ngọn hải đăng khác cũng ở những vị trí rất là đắc địa và cũng là một trong những địa điểm để chúng ta có thể ngắm nhìn thiên nhiên vào những thời khắc rất đặc biệt đấy Tuấn. Vừa nghe Vi Trâm bật mí thôi là Tuấn đã cảm thấy rất là háo hức muốn đến check-in ngay tại những cái địa điểm khác nhau như thế này. Và Tuấn nghĩ đây cũng là một cái cơ hội tốt để chúng ta chụp một bộ ảnh với chủ đề là hải đăng Sơn Trà, phải không nào? Và đây là những bức ảnh rất là độc đáo để có thể chia sẻ với bạn bè và những người thân yêu của mình. Và bây giờ thì Tuấn với Trâm cùng với quý vị khán giả hãy cùng khám phá những ngọn hải đăng tiếp theo nhé. Ok đi thôi. Ít người biết đến và chưa đưa vào khai thác du lịch, thế nên ngọn hải đăng ở cảng Tiên Sa mang một vẻ đẹp bí ẩn và có phần quyến rũ khi được đặt tại một địa điểm hoang sơ, vắng vẻ hơn so với những ngọn hải đăng nằm trong lòng thành phố. Nơi đây vì thế cũng trở thành không gian tìm đến của những người yêu thích sự yên tĩnh, muốn làm bạn với mây trời, sóng nước, thậm chí là ngồi hàng giờ để thỏa mãn thú vui câu cá. Hay là khung cảnh đây cũng là có nhiều cá nên mình thích tới đây câu. Câu được khoảng tầm 10-20 con tại mới ra. Dạ. Tức là câu cá ra là khung cảnh đây mình thích với là có nhiều cá nữa. Mình thích tới đây câu. Nhiều người nước ngoài làm việc và sinh sống ở Đà Nẵng trong một thời gian đủ lâu cũng đã nhanh chóng khám phá ra nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời này. Có mặt vào bộ sưu tập hải đăng tại quận Sơn Trà, không thể bỏ qua ngọn hải đăng cổ nằm trên bán đảo Sơn Trà,
có độ cao từ 600 đến 700 mét so với mực nước biển. Đường tìm đến ngọn hải đăng này cũng không hề dễ dàng đối với nhiều người du lịch tự do. Chinh phục được điểm này đã trở thành một thành tích đáng tự hào. Ngoài tuổi đời, một trong những nét độc đáo không thể bỏ qua của ngọn hải đăng này chính là địa thế có 102 của nó, khi có thể quan sát một góc 360 độ từ ban công. Một bên sẽ là vẻ vững chãi, xanh mát của núi Sơn Tra, và phần còn lại là bao la, yên ả của đại dương với tầm mắt xa ngút tận chân trời. Vâng, thật hạnh phúc khi mà mỗi ngày chúng ta có dịp được ngắm hoàng hôn và bình minh tại những không gian bao la, rộng lớn và gần gũi với thiên nhiên như thế này. Có thể nói giá trị của mỗi chuyến trải nghiệm không chỉ làm đẹp thêm cho tâm hồn, có những cái ký ức đẹp chia sẻ với bạn bè và người thân, mà qua đó còn giúp cho thể chất của chúng ta sảng khoái và có thêm thật nhiều nguồn năng lượng tích cực. Và thật đúng như vậy, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái cho những bãi biển liên hoàn nằm ven bán đảo Sơn Trà cùng những tuyệt tác do con người tạo ra như là những bờ đá, những ngọn hải đăng đã giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội để chúng ta có thể được đi, được trải nghiệm, được khám phá và thu về thật nhiều điều mới lạ. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 21 giờ thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng trên kênh Đà Nẵng TV1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.